Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Ở video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về thịt treo gác bếp, từ cách cách làm này, cách treo xong là ướp gia vị này kia để mình sẽ giới thiệu cho mọi người kỹ càng. Con lợn này thì mình sẽ sử dụng những gia vị như là mỗi hạt này, xong là mắt khén này kia để mình ướp treo lên. Không như những cái thịt mà thì trong gia đình mình ấy, mình thì chỉ làm ướp muối xong là mỗi gia vị này kia để treo lên để bảo quản được lâu hơn thôi. Ở đây thì chân lợn này kia những chỗ nào khá to ấy, thì mình ướp muối khá nhiều. Quên với mọi người, đây là dạ dày lợn. Quả này thì ở bên trong quả này thì gồm có một đoạn lòng non này, xong là một miếng thịt ba chỉ, miếng thịt ở vai ấy, xong là có tim này, có gan này, với lại có cả lưới lợn ấy. Mình sẽ cắt ra, cắt đôi ra, bổ đôi ra, cả tim nữa bổ đôi ra, xong mình sẽ cho đây và mình sẽ buộc lên một treo này. Con lợn năm nay nhà mình thì khá là to anh ạ. Đây, đây chân lợn đây, riêng quả đùi lợn này chắc phải tầm 5 cân anh ạ. Quả đầu này, con lợn năm nay thì nó rơi vào khoảng tầm tạ rưỡi đến 2 tạ khoảng đấy. Mình cũng ưa bấm tầm đấy đâu vì không cân lên. Đấy, đây giờ mình sẽ cho mọi người xem kỹ những thịt này. Đây mọi người ạ. Đây là những miếng thịt mà cắt ra để treo lên á. Đó. Mình sẽ như ở trên mình sẽ không lọc ra bán như ở chợ đâu anh em ạ. Mình sẽ cắt thành dọc xương sườn xuống thành miếng to tầm hai cái xương sườn ấy, mình sẽ cắt thành một miếng như này nhé. Sẽ cắt thành một miếng như này, hai cái xương sườn. Xong là để mình sẽ ngâm muối, ướp gia vị, ngâm muối xong là treo lên. Còn cái dạ dày sẽ treo luôn, ướp xong là mình treo luôn. Còn cái này mình phải ngâm ở trong cái ngâm trong cái xô hoặc cái thau ấy, ngâm nó một thời gian, khoảng tầm 5 đến 10 ngày đi, tầm khoảng đấy, tùy theo từng nhà nào mà đấy lâu ấy, ngâm lâu ấy thì sẽ vớt sau. Còn nhà mình thì ngâm cái này không có thời gian đấy, nên để khá là lâu, để 15-20 ngày rồi ấy. Đây là quả chân trước này anh em này, còn cho anh em chiêm quả chân sau này, to đùng luôn. Quả chân này cắt ra nó phải tầm 6-7 cân ấy. Nên cái chân lợn, quả đầu heo là đầu lợn là các bạn thấy ấy rồi, to đùng luôn. Lợn này là lợn trên bản đấy nhá, nên là quả đuôi nó khá là dài. Con lợn này thì nhà mình nuôi được gần 2 năm rồi. Đây, quên giới thiệu mọi người. Còn cái thịt NC này là của con lợn năm ngoái, chưa ăn hết, giờ vẫn còn treo đây. Đây mới là đuôi lợn của năm ngoái này anh em ạ. Và lại có hai miếng ấy nữa, có một nửa cái đầu, nửa tai nữa. Đây là chân lợn mà nhà cô Út mình ấy. Người ta có gà thiến thì cái này lấy gà thiến đi, không thì để lấy một miếng thịt lợn to hoặc là chân lợn cũng được, nhà nào có thì mang đi, không có thì chân lợn khá to. Đó, ở trên mình sẽ đi như vậy. Đó, đi gà thiến hoặc là thịt. Còn như ở dưới xôi như các bạn thì sẽ đi bánh kẹo. Đấy, thường thường là đi bánh kẹo. Nhưng mình đi nhà ngoại thì
mình cũng sẽ để mang là thiến hoặc là ấy, đi cũng bánh kẹo thì các bác nữa, vì là nhà không có nhiều, đi nhà ngoại thì có thể mang gà thiến hoặc là chân lợn này kia đi, còn nhà các bác thì vì đông anh em ấy nên là chắc mình sẽ đi bánh kẹo thôi. Với lại là đi thì các bác cũng không ăn ấy, không người chợ thịt tươi nên ăn ngon hơn. Đó, còn đây là cổ các bạn, cổ phải cắt ra thành hai miếng to, hôm qua mình treo lên. Ok các bạn, nãy mình đã cắt ra một đoạn ở trên đây, cái một đoạn để mình làm ấy, thì giờ mình sẽ khò qua lửa cho cái đoạn da này để cho nó vàng khè, mình sẽ mang đi rửa và mang về thái và xào lên và thưởng thức thôi. Giờ mình sẽ khò qua lửa cho da nó vàng. Tiếp trên lửa như này và không dùng bếp bếp khò ấy. Mình thường thường người ta sẽ dùng bếp như ở trên mình thì hầu như là dùng bếp củi để khò thôi, còn bình thường người ta sẽ dùng nhưng mà người ta có người ta sẽ dùng bếp ga nhỏ, ga mini ấy để khò. Vậy là lợn này chưa lâu ấy nên là mình sẽ chỉ cần nó vàng khé này được rồi, như này cũng ok rồi. Và giờ mình sẽ mang đi rửa và mang về thái để xào. Khi mà đi rửa instruction lên. Đây phải đi rửa. Ok rồi các bạn, mình đã rửa xong và giờ đã thái xong rồi. Giờ thì tí mình sẽ cho lên chảo và đun qua một ít nước, xong rồi mình sẽ xào lên. Còn đây là lòng các bạn ạ. Lòng này sẽ lòng này lòng cả lòng non này, lòng già này mình phơi khô rồi. Giờ mình sẽ rửa xong rồi mình sẽ thái qua và sẽ xào chung với lại thịt hồi nãy mình thái ấy. Và mình sẽ đun qua một lượt nước để cho da lợn ấy mềm lại các bạn. Cho da lợn mềm xong sau đó thì mình mới bắt đầu khi nào cảm thấy da lợn mềm mềm ấy thì mình mới bắt đầu cho nước ra và bắt đầu xào lên cho da mỡ. Khi nào cảm thấy nó vàng ấy, những cái lợn vàng vàng thì mình sẽ cho ra và chiến đấu rồi. Ok, và bữa tối của mình đã xong. Giờ thì xin mời mọi người cùng mình chiến đấu thôi. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo của mình. Xin chào tạm biệt.